Hello, xin chào tất cả các vị khách xinh đẹp của Thẩm mỹ viện Nguyễn Du đã đang và sắp coi livestream ngày hôm nay nha. Sáng hôm nay thì bác Vì có một ca rất là đặc biệt. Trong tháng này thì chắc là cũng phải tới có 5, 6, 7 ca như vậy rồi. Đó là cho những cái bé khách được ba mẹ làm phần thưởng khi mà đã thi đậu đại học. Thi tốt nghiệp được trung học phổ thông thì bé khách này lại là một bé khách 2 canon. Vừa mới thi trung học phổ thông xong biết điểm là mẹ dắt đi làm mũi ngay trong sáng nay luôn á mọi người. Mọi người thấy có tuyệt vời không ạ? Bây giờ thì cái quan niệm làm đẹp của tất cả mọi người á đã khác ngày xưa rất là nhiều rồi. Mọi người sẽ sử dụng đến thẩm mỹ để nâng cấp nhan sắc của mình, tại vì trong xã hội bây giờ cái sắc đẹp, cái nhan sắc đó là một cái rất là quan trọng, đúng không mọi người? Thì bé khách này, bé gái này 2K5 này á thì rất là xinh, nhưng mà tuy nhiên thì mũi của bé hơi thấp, không phải là hơi nữa mà khá là thấp, nên là bác Việt sẽ nâng lên để cho cải thiện cái tình trạng mũi của mình. Để cho mọi người có thể dễ hình dung hơn thì em sẽ cho mọi người xem cái hình ảnh trước khi mà bé can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ về chiếc mũi của bé như thế nào nha. Cho chị xem hình đi. Ok mọi người ơi, mọi người có thấy rõ hình không nè? Đây, đôi mắt của bé rất là đẹp, to rõ, hai mí có, chân mày cũng đẹp. Tuy nhiên á, thì cái mũi của bé nè, mọi người nhìn cái góc trực diện, mọi người cũng có thể thấy đúng không? Không cần em nói tới đâu. Mà nó thấp và nó bè ra hai bên, khiến cho cái gương mặt của mình nó không có điểm nhấn. Tại vì á, cái điểm nhấn trên gương mặt của mình á, đa số sẽ là cái chiếc mũi của mình sẽ là cái điểm nhấn rất là quan trọng. Gen Z mình hay có một câu á, là chiếc mũi chiếm 70-90% quyết định tỷ lệ và sắc đẹp của gương mặt mình. Mọi người có công nhận không? Khi một gương mặt mà có một chiếc mũi đẹp á, thì gương mặt của mình sẽ cải thiện rất là nhiều. Tại vì á, cái mũi là cái phần nhô ra và đập vào mắt của đối phương, người đối diện đầu tiên. Nên nếu một chiếc mũi đẹp thì sẽ tạo một cái thiện cảm rất là lớn cho người đối diện. Bé này thì có một hai cái cánh mũi dày, theo phong thủy thì rất là tốt nha mọi người. Cái cánh mũi dày này họ nói dân gian mình hay nói đó là mũi giữ tiền đó, nhưng mà cái sống mũi thì nó lại không có được cao, bị bẹt và bị tè ra hai bên. Đây là góc nghiêng của bé này. Góc nghiêng của bé thì sẽ có đôi chút nó hơi gồ một tí, nó không có đều. Mọi người thấy không? Tuy là nó thấp nhưng mà nó cũng hơi gồ và nó không có đều. Mọi người có thể hình dung được đúng không? Đây cái hình. Thì hôm nay bác Việt á sẽ tạo hình cái mũi cho bé là có một cái đường đi từ phía trên này đi lên và khiến cho đầu mũi nó bay nhẹ lên trên này, nó vẫn rất là tự nhiên cải thiện được cái gương mặt của mình, cái sống mũi của mình, và nhìn không hề bị giả nha mọi người. Bây giờ thì bé đang làm cái phẫu thuật đó là sụn nhân tạo và bọc một cái sụn tai vào cái đầu mũi. Để làm chi? Cái sụn tai này sẽ giúp mình gia cố cái đầu mũi được chắc chắn hơn, tại vì bé cũng còn trẻ đó. Thì mình nếu mình có thể bọc được đầu mũi á, để cho cái mũi của mình đó nó sẽ giữ được cái mũi nó được lâu nhất có thể. Thật ra là nâng mũi là sẽ là trọn đời đó mọi người. Nhưng mà nói về cái tính thẩm mỹ này, nếu mà bọc sụn mình tay thì sẽ khiến cho cái đầu mũi mình nó tròn, nó đều, nó đầy hơn, cũng như là sẽ giúp cái mũi mình sẽ được giữ được cái gia cố được cái mũi mình nó sẽ vững vàng hơn. Sau khi mọi người thấy không, bé này có một cái đôi mắt rất là đẹp, lông mi rất là dài, mắt to và hai mí, chỉ duy nhất là có một cái chiếc mũi của mình là không có được đẹp lắm, chưa có được hoàn thiện lắm thôi. Thì hôm nay bác Việt sẽ giúp bé hoàn thiện cái gương mặt của mình bằng cách nâng mũi cho bé nha. Đây mọi người nhìn kỹ gương mặt của bé nè. Sau khi bây giờ bác sĩ Việt gần làm xong rồi, đến cái khâu vết thương rồi, thì sau khi làm xong thì em sẽ cho mọi người xem cái kết quả sau làm nha. Nhìn từ phía xa xa thì mọi người cũng có thể thấy là cái dáng mũi của bé rất là đẹp, nhìn rất là tự nhiên, nhưng mà cải thiện được nhan sắc của mình rất là nhiều á mọi người. Bác Việt thì sẽ rất là theo phong cách
là tự nhiên rất là nhiều. Bác luôn hướng làm sao mà cho khách hàng của mình cảm thấy hài lòng nhất có thể. Bác không có quan điểm xấu đẹp. Hello, Trần Quy Ninh nha. Với bác Việt, các phẫu thuật sẽ không có quan điểm xấu hay đẹp, vì xấu hay đẹp là quan niệm của mỗi người khác nhau. Người thì thấy thích mũi cao tây là đẹp, người thì thích mũi tự nhiên là đẹp, nên là không có cái nào là một cái quy chuẩn đẹp nhất định cả. Nên bác chỉ làm cho mình hài lòng, cho khách hàng hài lòng nhất có thể thôi. Tại vì khi khách hàng hài lòng thì với cái quan niệm của từng khách hàng thì họ sẽ thấy đó là đẹp và đó là cái thành công của bác rồi. Chứ bác sẽ không có làm theo một cái quy chuẩn nhất định nào, theo cái trend hay là theo theo hello Lily nha, bác sẽ không có theo cái trend hay là theo bất kỳ một cái xu hướng nào cả. Bác chỉ theo ý mong muốn của khách hàng thôi. Trước khi mà mọi người làm á, thì mọi người sẽ có cơ hội được tâm sự với bác Việt nè, để nêu ra và trò chuyện, đưa ra cái mong muốn của mình sau xem là mình muốn cải thiện cái sắc đẹp của mình như thế nào, những điểm nào mà mình chưa hài lòng trên gương mặt của mình, thì bác sẽ nắm được cái mong muốn của mình và bác sẽ giúp mình thực hiện và hoàn thành cái mong muốn đấy, để khi mà làm ra xong á, thì mọi người sẽ cảm thấy hài lòng nhất có thể, chứ bác sẽ không làm theo ý của bác đâu nha mọi người. Ở bác sĩ Việt á, thì những cái dịch vụ á, nâng mũi hay là treo mày là một trong dịch vụ rất là hot của thẩm mỹ viện Nguyễn Du. Tại vì có rất là nhiều người đã làm thực hiện và thành công cực kỳ nhiều, nên là được giới thiệu và mọi người tin tưởng, truyền miệng nhau cũng rất là nhiều luôn. Tiếng lành đồn xa đó mọi người. Bé gái này thì chỉ mới 2k5 thôi, vừa mới tròn 18 tuổi, nên là bé sẽ quyết định đi nâng mũi luôn. Nhiều người hỏi là độ tuổi nào thì có thể bắt đầu nâng mũi được, thì 18 tuổi là mình đã có thể nâng mũi và mình tự ký giấy được rồi. Nhưng mà nếu mà mình á mà chưa đủ 18 tuổi mà tầm khoảng 16, 15 tuổi đi, thì mình sẽ cần có người giám hộ đi theo để mình đảm bảo và ký giấy cho cái quá trình phẫu thuật của mình là mình đã có thể thực hiện phẫu thuật rồi. Và mẹ của bé gái 2k5 này đã từng làm mũi ở bác sĩ Việt 10 năm trước rồi nha mọi người. Nhớ là 10 năm trước là mẹ của bé đã từng làm mũi rồi, và bây giờ là dắt con gái của mình đến bác sĩ Việt để tiếp tục làm mũi cho con gái của mình. Mọi người thấy không? Nếu mà mẹ của bé này mà không có cái sự hài lòng, không có cái sự thích thú và không ưng ý á, thì sẽ không có chuyện là dắt con gái của mình đi làm đâu. Và cái chuyện này ở thẩm mỹ viện Nguyễn Du là một cái chuyện rất là bình thường và đương nhiên, tại vì lượng khách ở thẩm mỹ viện Nguyễn Du đa số là những người theo bác Việt nói á, là cái gương mặt của bé này á, sau khi mà nâng mũi xong á, sẽ là thay đổi hoàn toàn luôn mọi người ơi. Mọi người có thấy không? Thay đổi gần như là hoàn toàn gương mặt của mình. Không có nếu mà bạn bè của bé mà thấy thì chắc là sẽ thấy là đây là một con người khác, tại vì thay đổi nhiều quá mọi người ơi, mà nhìn rất đẹp và rất tự nhiên nha, chứ không có bị giả trân đâu. Mọi người thấy lấp ló từ xa là mọi người cũng thấy cái sống mũi rồi phải không? Hồi trước là cái sống của bé rất là thấp và rất là bè, không có điểm nhấn trên gương mặt, nhưng mà bây giờ mới nhìn lướt qua thôi là đã thấy cái mũi của mình đó là cái điểm nổi bật nhất trên gương mặt rồi. Đi qua chỗ em nè chị, qua chỗ em đứng nè chị Vân Anh. Wow. Góc này đẹp nè.
chịu quéo ngay lỗ mũi đi. Rồi. Ôi, gương mặt của bé đẹp quá mọi người ơi. À, em có cầm cái mai theo không? Đó, đây đây. À, chào bé. Ok. Chị Quế xong cho em hỏi bé một vài câu. Ok. Em ơi, em làm có đau không em? Em làm bình thường ha. À, em đã thấy cái mũi của mình chưa? Chưa hả? Rồi ok, bây giờ em cầm lên nha. Đừng có xúc động quá nha. Đẹp lắm đó. Trời ơi, em phải nhìn cái góc nghiêng nè. Xuất sắc lắm luôn á. Nó cải thiện được cái sự gồ ghề ở trên cái mũi, cái sống mũi của mình trước đây ha. Và bắt đầu gương mặt của mình đã có điểm nhấn rồi. Cũng như là mình đã cái cải thiện được cái phần bè ở hai bên sống mũi. Và cái thậm chí là cái cánh mũi của em á, trước kia nếu mà em cảm thấy là nó to quá thì khi mà nâng lên như vậy á, em sẽ cảm thấy là nó gọn hơn lúc trước rất là nhiều, đúng không? Cái mũi của em bây giờ rất là đẹp và rất là hài hòa với gương mặt, tại vì em có một cái đôi mắt rất là đẹp á bé. Đôi mắt, cái môi và cái cằm rất là đẹp. Và bây giờ cải thiện cái mũi là xuất sắc. Thôi cho chị quay một tí nha. Trời ơi, em có thấy ưng ý với cái kết quả mà sau khi làm xong không bé? Không biết là em làm mũi á, là do em thích làm hay là em làm để em có đi làm việc hay như thế nào ta? Em thích đẹp, đúng rồi. Bây giờ là ai cũng thích đẹp hết. Mấy bữa có rất là nhiều bé 2K5 đến để làm đó. Bây giờ em là cái người mà đầu tiên sau cái đợt mà có kết quả của kỳ thi trung học phổ thông. Xinh lắm luôn á bé. À, mà không biết là sao mà em lựa chọn bác sĩ Việt để nâng mũi vậy ha? Mẹ em làm rồi đúng không? À, em thấy ưng ý không? Đó, thì mọi người có thể thấy nè, cái hình trước kia của bé, cái hình trước kia của bé gần như là không có sống mũi và bị tè, bị dẹt ra hai bên ha. Đây mọi người có thể quan sát, và bây giờ đã có sống mũi rồi. Cái sống mũi này á, sau 3 đến 6 tháng sẽ gom lại và nó sẽ cao hơn một chút và nó sẽ đẹp và nó thanh thoát hơn rất là nhiều. Bây giờ mới làm xong mà đẹp như thế này rồi thì sau này nó gom lại nó còn đẹp hơn như vậy nữa em nha. À, cái quá trình mà lấy sụn tai của em á thì em có ý thức được là bác đang lấy sụn tai cho mình không? Có đúng không? Nhưng mà có đau không? Không đau, ok. Rồi, mọi người ngắm lại thành quả của bác sĩ Việt buổi sáng hôm nay nha. Nhìn thay đổi cực kỳ nhiều luôn, giống như là một người khác luôn á mọi người ơi. Cho chị ngồi lên, cho ngồi lên được không chị? An Hạ nói. Cho khách ngồi lên, cho đỡ khách ngồi lên giúp em với. Đây mọi người ơi, đây là bạn khách sau khi ngồi lên nè. An Hạ có thấy rõ không? Đây là mới vừa nâng xong thì nó còn hơi nề nề một tí. Sau 3 tháng đến 6 tháng thì cái mũi của mình sẽ gom lại thì nó sẽ thanh thoát hơn. Nó sẽ bớt nề và bắt đầu nó gom lại. Cực kỳ đẹp luôn đó mọi người, hứa với mọi người luôn. Mọi người có thể thấy ha. Rồi, nếu mọi người có cần tư vấn thêm về phẫu thuật nâng mũi hay bất kỳ một cái dịch vụ nào thì mọi người có thể inbox trực tiếp cho Thẩm mỹ viện Nguyễn Du fanpage, hoặc là đến 355 Võ Văn Tần, phường 5, quận 3 để có thể được bác Việt trực tiếp tư vấn và làm thực hiện cái phẫu thuật cho mình nha mọi người. Ở Thẩm mỹ Nguyễn Du á, ở Thẩm mỹ Nguyễn Du thì tháng này đang có rất là nhiều ưu đãi, nên là mọi người hãy tranh thủ ghé đến. Một mũi như thế này, bọc sụn tai như thế này mà chỉ có 2XXX thôi. Nên là mọi người hãy đến và trải nghiệm dịch vụ nha mọi người. Rồi, ok mọi người, chúc mọi người một buổi sáng vui vẻ. Cảm ơn em nha.